Cáo tàu đây đang tham quan. Đâu đây nè, em mới ghép nè. Đó thì nó đang chờ lành thôi nè, ghép sau chị á. Ghép sau chị á, ở đây nè. Cái mầm nó lâu lắm, từ từ nó mới sút. Nó giống như gỗ. Không, nó đang là lành cái này nó mới sút lên. Như cái thằng này nè em ghép nè, đó đó đây nè. Còn ít nhựa quá. Đây nè đó. Còn mình cành này ngắt nè, qua nó sút lên nè, thấy không? Nó sút lên nè. Đây nè cái cành. Cây gì mà nó lên mạnh dữ vậy? Đột biến gen nè, tao đột biến gen nè. Ngon bà cố luôn. Nó chỉ nè cái lá của nó hay không nè. Nó từ chỗ nào? Đây nè cái mối của nó đây nè. Nè, lành đẹp không? Đẹp quá. Lành đẹp không? Đó. Không biết luôn á. Đó. Ghép năm ngoái đó. Đột biến mà cái nhánh nó khỏe vậy đó hả? Đây nè, cái lá của nó bầu bự không? Cái thằng nguyên thủy nè, nhỏ dài nè. Vậy là chứ to không? Cũng không to lắm mà thon, nó thon dài dài ngon lắm nha. Còn nào đột biến nữa? Đó luôn hả? No, cái này là siêu good, nguyên thủy quá. Đây nè, em ghép, ghép đột, đột biến đây nè, đây nè, năm ngoái luôn nè. Còn này? Cái này là thằng siêu good nguyên thủy. Nè, nhánh nhỏ nè, em ghép nhánh nhỏ nè, em tháp như nè, thấy không? Ha. Đó, nó ra nè, và đụ tùm lum nè, ra là nụ liền. Ôi, vậy là mình đâu cần tháo hả? Không, nó tự bung. Chắc sai thôi, tôi thấy sai, bón quá trời. Đây nè, một cái em ghép nó chưa ra nè, thấy không? Ừ. Chưa ra. Không, từ từ nó mới ra. Năm ngoái em ghép lâu này nè. Nè, một nhánh nè, nó mạch nè, thấy không? Cái này là cái gì? Năm ngoái đó, đột biến gen luôn đó. Ghép được mấy nhánh ha? Cái lá nó lạ ha. Đó, cái lá nó hát. Cái lá nó đó. Sao á, nó dài dài, thon thon. Đúng rồi, trái nó đẹp giống lắm. Giống như lá thay rồi thuốc vậy. Vậy hả? Giống. Mà nó dài, trái nó ngon em ha. Nó bằng đầu, nó bằng đầu trên, đầu dưới nó bằng, nó thon thon. Ăn giống sugar cane không? Nó ngon hơn. Nó giòn, nó giòn tan mà nó ngọt đã lắm, ăn là mê ly luôn. Cái này thì nó giòn cứng phải không? Không cứng đâu. Không cứng đâu. Đúng rồi, hơi tiêu nhưng mà anh chồng nó ngon lắm, mẹ ăn xanh lè nó vẫn ngọt. Không có dai đâu. Cây này mấy năm? Giòn tan chắc được 3 4 năm à. Lúc em đào nó tí chết luôn, nó đào nhà ông anh về. Đúng rồi, phân nửa được của mình. Đó, em để cao mà luôn nè. Không tỉa nó để có nhiều trái ăn luôn. Rồi chờ mấy cành nó già già mới chiết được. Chứ bánh tè mà chiết không được. Cái đột biến là mình của mình chưa có trái, mình ăn của người ta thử á. Đúng rồi, nó ngon cực kỳ luôn. Ngon hơn luôn. Nó chị nó dài bằng hơn một mắt rưỡi tay nên mà nó thon mà ăn nó ngon lắm, nó giòn ngon. Hạt nó dài thon nhỏ. Cái taste của nó là trên cơ sugarcane, nếu sugarcane chín nó tới 10 lần. Ngon hơn, chia cứng. GA vỏ nó ăn nó khó tiêu đó. GA không bằng xốp. Thằng này nó không xốp. Thằng này nó nâu đều luôn. Nghe nói thấy ngon. Trái nó nâu đều luôn. Nó đẹp vô cùng. Nhìn nó giống như là hình dạng siêu wood nhưng mà nó giòn tan, nó ngọt. Tức là cái vị nó giòn tan ngọt giống thằng sugarcane. Nhưng mà ăn nó là nó ngon hơn thằng kia một luôn. Thằng kia chín, thằng này tới 10 lận. Có bông chưa? Đang ra nụ á chị. Đây nè. Nè nụ nè. Nụ nở bông là đậu quá. Không, cái đột biến. Đột biến, biến có chứ, đây nè. Có chứ đây nè. Đúng rồi. Nè nụ nè, táo tàu nó vậy khi nó ra là có nụ luôn. Thấy tốt ha, cái lá nó mướt ghê. Nó khỏe xanh rờn nè. Ủ cỏ phân ủ mục nè. Bón phân hữu cơ vi sinh cho nó. Em tấp vô đó. Cắt cỏ em tấp vô luôn. Bỏ cỏ tươi luôn hay là tươi luôn. Phủ lớp này đến lớp nọ. Là vừa phân rác. Bây giờ lớp cỏ phân ủ mục em bón cho nó ngủ đông. Xong rồi mùa xuân trước khi vô tháng 1, tháng 2 em bón cho nó một lớp nữa. Xong rồi lúc đó chưa có cỏ, xong về sau mình có cỏ một hè mình tắp vô luôn. Thì khi nó cho đen nó đúng rồi, khi nó đen nó mục về rồi thì mình lại tắp một cái lớp tươi nữa. Organic luôn nè. Organic 100% ăn đã lắm, trái nó bền vô cùng. Quá trời, một nắp tới mấy trái được ha. Nhiều lắm. Wow, cái bông nó khỏe. Năm nay em phải chơi cái vòi nước rỉ. Cái bông giò. Nó dựng đứng nữa. Nó đậu mà chắc luôn, nó sai lắm. Năm giờ rồi sao trái nhiều nè. Năm vừa rồi hả? Trái cũng, nhiều. Mấy cái cành chiết nó như ve em, lúc em quay cho thì thấy không? Cái sữa út nó còn trái không? Nó bằng ngón cái em nhỉ? Mà nó thon dài luôn. Nó giòn ngọt. Giòn ngọt, mẹ xanh mà nó vẫn ngọt mới hay chứ. Bữa này kêu luôn còn mấy trái bà hát bà ăn. Xanh lè mà bà ăn bà ngọt bà giật mình chứ bà ủa nó chưa nâu mà sao nó ngọt ngon vậy? Cắt sữa út cho chị chưa, cắt nhánh sữa út cho chị. Đây giờ xong, quay này xong em cắt hay là quay dùm em cắt cho. Ok. Sao không cho